Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại đến đền Trần. Hôm nay thì không phải ngày hội đâu, cho nên là có ít người lắm. Hôm nay anh em tôi, hai anh em đi quay vlog. Hai anh em sẽ vào quay cho các bạn xem. Hôm nay không phải ngày chính hội nhưng mà vẫn có loa đài. Chọn ngày ít người đến quay phong cảnh là chính thôi. Đây là cây đa dưới cổng chùa này, chả biết nó được bao nhiêu năm tuổi nữa. Phong cảnh trước cổng chùa cho mọi người nhé. Hôm nay bật máy quay trời lại râm thế này. Hai bên là hai cây đa. Đây là cổng tam quan này mọi người này. Trước thì mình đến đây quay một lần đấy, mà hôm đấy đông lắm. Hôm đấy đúng chính hội đông. Trời đến nắng nó không râm như này đâu. Hồi đến đây là cây si bonsai này mọi người này. Mình không biết bonsai lắm, chả biết nó thế gì nữa. Đây cũng là si bonsai nha mọi người nha. Trước cổng đền Trần này, vào trong này như vào rừng nhiệt đới rồi này. Mấy cái hồ nước xanh lắm rồi. Nó không trong như cái kiểu hồ bây giờ nó bị ô nhiễm ấy. Đi vào đấy ấy tí rồi mình ra mình quay. Đây là lối đi bên phải nha mọi người nha. Đây là lần thứ hai mình đến đền Trần đấy. Chắc là cách nhau khoảng hơn một tháng. Đây là phong cảnh đền Trần. Kia là nội quy của đền. Lối vào đền Đức Thánh Trần. Đây cũng nhiều cảnh bonsai nữa này. Nhiều thế bonsai đẹp lắm mà không biết thế là thế gì rồi. Kia là Trần Lâm nha bạn nhá. Trần Lâm một youtuber đấy. Đoàn chúng tôi sẽ đi vào cổng chính nha mọi người nha. Đây mà, cổng chính đây mà. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi đi quay. Kia ông chó cho tôi đấy các bác. Đấy. Các bác thấy có đẹp trai không? Đây là cổng chính đi vào đền này mọi người này. Quý khách không đi lối này. Cổng chính và đề là cứ khách không đi nơi này là mình không hiểu rồi nha. Đây là toàn cảnh đền Trần nha mọi người nha. Đây là trước mặt tiền của đền mọi người nhé. Cái đền này thực tế thì nó cũng nhỏ thôi, để nó được xây theo kiểu từ thời xưa ấy các bạn, cho nên là quy mô của nó theo cái nhà cổ Việt Nam ngày xưa ấy. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ vào thắp hương đền Trần một chút nhé. Đây là quang cảnh trước sân đền Trần nha mọi người nha. Hôm nay không hiểu sao này, rất là nhiều cặp đôi đến đền Trần để lễ. Chắc là đến xin lộc. Ông co nhà mình cũng xung phong đi trước cửa vào. Đây mà có cửa sau mà. Đây là cửa hậu. Có cửa hậu nha các bạn nha, của người ta đấy, mình động gì vào. Đây. Chúng ta sẽ khám phá cửa hậu của đền Trần nhá. Ở bên phay phải có một cái gian nhỏ thôi. Hôm nay được ngày mát trời quay vlog cho mọi người xem. Sáng nay rất nắng nhá, bây giờ là trời lại râm rồi, ấm u. Đây là cái bồn hoa. Hoa này là hoa gì nhỉ Lâm nhỉ? Có biết hoa gì không? Nhìn nó như là hoa. Đây này. Đây là mẫu đơn nhỏ ta. Giữa là hoa hồng nhá. Giữa là hoa hồng cổ luôn đấy. Hoa hồng cổ thì nó có hoa quanh năm. Hoa hồng cổ nó màu hồng. Ngoài này thì chỉ là lơi hoa sớ này mọi người, với ít cây cổ thụ, lơi hoa sớ và một số công trình lặt vặt. Cây si chứ nhỉ, cây si sau chùa. Cây này chắc đã nhiều năm lắm rồi mọi người. Gì à? Có cây cổ thụ đẹp phải quay thôi cho nó lạ mắt. Hả? Cái gì? Ở đây toàn nhãn thôi, phần lớn là nhãn này. Còn kia là cây bồ đề nhá, lại là cây bồ đề kìa. Cái kia hả? Đây trước mặt này. Lá bồ đề nha mọi người này. Phong cảnh đền Trần của tỉnh Nam Định mình đấy bạn. Ôi ở kia có hàng vạn tuế nhìn đẹp quá mọi người. Đây mà coi ra cửa này. Đây là hàng vạn tuế, hai bên là hai hàng vạn tuế. Đây là gian bên trái của đền Trần. Đẹp lên thơ luôn đấy mọi người. Những cái ô người ta chơi cờ tướng này mọi người này, chắc tổ chức vào những dịp lễ hội lớn ấy. À, đèn mình cũng có. Đèn mình có à? Nhưng mà người ta không cho bằng mình đâu, người ta còn cấm đấy kìa. Vừa sửa xong. Đây này, trước cổng đền phụ đấy mọi người. Nhưng hình như cổng đền phụ để đẹp hơn cổng đền chính ấy nhỉ? À, hay đền chính người ta đá như vậy? Anh quay những cái lư đồng chứ. Ba con đi đâu quay lư đồng. À, quay lư đồng á? Mình quay đấy chứ. Ba vẻ đi. Ngày xưa quay bưởi biết cái bưởi. Nhìn vào đây thì phong cảnh nhìn không u thế. Đi đâu chơi đi. Đi, bây giờ đi ra đây. Bây giờ anh em chúng tôi ra khỏi đền Trần nhá. Dẫn ông cháu này đi, ông đi đâu thì cũng chỉ được một lúc thì chán, ông muốn đi chỗ khác à. Không, nhưng mà nó hay, anh cái đơn nó buồn. Đi, ra đây. Như thế này. Đây là cây liễu này mọi người này, có ai chưa biết cây liễu, đây là cây liễu này. Đây là bác. Ừ. Cái hồ nước xanh lắm nha mọi người. Khả năng rừng đây làm kiểu ảnh đấy. À. Cây này là cây gì mà cái quả của nó dài lắm rồi mọi người. Không biết bên trong nó như nào, để thử ra xem. Ăn sao được. Đây, quả nó dài lắm. Có màu mùi hăng hắc. Mùi gì? Có thấy mùi gì? Hả? Mùi giống như là mùi quả sung ấy. Giống như mùi quả sung à? Rồi anh em chúng tôi ra khỏi đền Trần đây. Và video quay về đền Trần của chúng tôi đến đây là tạm dừng nha mọi người nhá. Hẹn mọi người vào đền Trần vào dịp khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.